Thôi đi ông ơi, CNC nó làm được hết, nghề này hết khả năng rồi. Xin chia sẻ với bạn hai ý. Ý đầu tiên đó là CNC làm được hết. Thì những cái chi tiết ở trên bức tranh này, các bạn sẽ nhìn thấy là CNC nó sẽ không thể moi móc được hết tất cả các cái đằng sau của một nhân vật. Tênh bong hơn của một nhân vật, nó sẽ không có hồn. Và CNC sinh ra là để đáp ứng cho cái công nghiệp hóa, một cái sản lượng rất là nhiều và một cái quá trình thời gian rất là nhanh. Chính vì như vậy cho nên là CNC sẽ có thế mạnh về thời gian và số lượng. Còn lại làm thủ công thì nó sẽ có cái nhược điểm, đó là phải lâu nhưng nó lại rất tinh tế. Còn nếu việc nghề này còn khả năng hay không thì xin chia sẻ với bạn, đó là quá trình mà càng giàu, cái người mà người ta càng giàu thì người ta lại càng thích những cái đồ đẹp, đồ độc và đồ lạ. Chính vì như thế nên là trên xe Rolls Royce ấy, sẽ có một cái đường coastline mà được một người nghệ nhân chỉ chuyên vẽ tay trên cả một cái xe Rolls Royce như thế, và người ta được hưởng rất nhiều tiền. Nên cái nghề này thì bạn yên tâm là nếu như bạn có tay nghề, có cái tư duy và có thể làm ra được những sản phẩm tinh tế thì chắc chắn bạn sẽ có thu nhập rất cao.